không hợp đạo lý của Phật Pháp. Phật Pháp là nói có nhân có quả, định luật nhân quả là không bao giờ tiêu diệt. Tại sao nói nhân quả có thể chuyển biến? Đúng vậy, định luật nhân quả là không thể tiêu diệt. Trong kinh cũng có một câu kệ rằng: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội phùng thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là nói, giả sử trải qua 100.000 kiếp thời gian dài lâu như vậy, mỗi người chỗ tạo tội nghiệp đó là không thể tiêu diệt. Nên biết giữa nhân và quả có một cái duyên. Nhân và duyên lúc gặp nhau thì quả báo vẫn phải tự mình thọ lãnh. Hai, định luật của nhân quả là không thể bù trừ. Có những người nhất định sẽ nghĩ rằng, giả như trước kia làm ác rất nhiều, nay làm được rất nhiều việc thiện để bù lại cũng không được hay sao? Đúng, không thể được. Bởi vì định luật nhân quả là vô phương có thể bù trừ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là đạo lý nhất định. Tí như trên một miếng đất cùng lúc gieo xuống hạt giống dưa, cũng gieo xuống hạt giống đậu, mai sau giống dưa nhất định mọc lên cây dưa, giống đậu nhất định mọc lên cây đậu. Dưa không thể tiêu diệt đậu, đậu cũng không thể tiêu diệt dưa. Nhưng nay lại nói rằng nhân quả có thể chuyển biến. Vậy phải chuyển biến cách nào đây? Biết được nhân thì phải đoạn duyên, có thể chuyển được quả. Một, phải biết rõ sự lý. Quý vị phải biết nhân là nhân, duyên là duyên, quả là quả. Đây phải chia ra ba đoạn để thuyết minh. Nhân do duyên mà sanh ra quả. Bây giờ muốn nói đó là duyên. Cái gì gọi là duyên? Chúng ta thử nghĩ, đao binh kiếm có thể xảy ra không? Quý vị nhất định sẽ trả lời không thể xảy ra. Đây là cái duyên của đao binh kiếm vẫn chưa đến. Trong lúc cái duyên này vẫn còn chưa thành thục mới có thể chuyển biến nhân quả. Giả sử đoạn được cái duyên lúc đao binh kiếp chưa thành thục thì có thể chuyển biến quả báo của đao binh kiếp. Tuy nhiên, ngày đạo đó khi duyên của đao binh kiếp thành thục thì chẳng còn biện pháp cứu vãn được nữa. Bởi vì nghiệp duyên quá khứ cùng tạo đã thành thục, cho dù anh có thần thông quảng đại đi nữa cũng chẳng có biện pháp giải quyết được. Hai, phải vận dụng phương pháp. Vậy cái duyên của đao binh kiếp trước khi chưa thành thục phải dùng phương pháp gì để cứu vãn? Đó thì phải dùng phương pháp tiêu diệt tăng thượng duyên. Giống như thầy thuốc chữa trị bệnh nhân, đối chứng mà cho thuốc là cùng một đạo lý. Bệnh nhân nếu phát nóng thì phải cho thuốc mát. Bệnh nhân đang mắc chứng hàn thì phải cho thuốc ấm bổ. Cho nên đối chứng cho thuốc là thuốc hay. Giả như bệnh nhân đang mắc bệnh nóng nhiệt mà lại dùng thuốc bổ, mắc bệnh hàn mà lại cho thuốc mát, hạng thầy thuốc này có thể hại chết người ta. Nên biết thọ lãnh báo ứng của đao binh kiếp là vì quá khứ đã tạo sát nhân, cho nên phải thọ lãnh nhân quả của việc sát. Bây giờ chỉ cần đoạn giết sát nhân thì chẳng có sát duyên, chẳng có sát duyên thì chẳng kết được quả báo của việc sát, thì không thể xảy ra đao binh kiếp. Đạo lý đoạn giết sát duyên này, nếu quý vị nghe không hiểu thì đây xin nêu ra một câu chuyện để dẫn chứng. Một tỷ dụ thiện xảo của Pháp Sư. Xưa kia, tại một địa phương nọ có một ngôi chùa, có một vị Pháp Sư đang giảng kinh tại đó. Đồng thời cũng có một người đã từng tạo đại tội nghiệp. Sau khi nghe giảng xong thì đến thỉnh hỏi Pháp Sư rằng: trước kia tôi đã sát sanh hại mạng, đã tạo tội nghiệp rất lớn, bây giờ phải làm sao đây? Vị Pháp Sư bèn dạy ông ta rằng: ông phải thật lòng lưu lộ và phát tâm sám hối. Hiện nay vẫn chưa kết quả,
chỉ đoạn dứt sát duyên là được. Nhưng người này chỉ biết nhân và quả, không hiểu đạo lý của duyên. Pháp sư liền dùng phương tiện thiện xảo đem cho ông ta một bao cỏ tật lê, tức là một loại cỏ thuốc, bảo ông ta đem trồng nơi đất trống sau chùa tại đông tây hai bên đường nhỏ. Lại còn giảng rằng cỏ tật lê trồng bên phía đông phải rải vôi, không được tưới nước, còn phía tây trồng đó thì ngày ngày phải tưới nước. Pháp sư lại còn dặn ông ta rằng mỗi cách 5 ngày thì phải đi lên trên một lần bằng chân không, đi phía đông rồi đi vào phía tây. Người này lần đầu tiên đi trên phía đông rồi đi qua phía tây vẫn chẳng có cảm giác gì. Pháp sư lại bảo ông ta phía tây vẫn cứ ngày ngày phải tưới nước, phía đông vẫn không thể tưới nước. Lại cách 5 ngày vẫn phải bằng chân không đi lên trên hai bên. Lại cách 5 ngày người này cũng đi qua lại như vậy. Lúc này ông hốt nhiên thấy cỏ tật lê bên phía tây đã nảy mầm. Lại qua 5 ngày thấy mầm đã lớn lên 3 tấc, lại còn nở ra hoa vàng. Ông ta vẫn cứ đi qua đi lại. Lại trải qua 5 tuần sau, lúc đi bên phía tây bằng chân không thì liền bị gai của cỏ tật lê đâm vào, không thể đi được nữa. Pháp sư bèn hỏi ông ta, khi đi bên phía đông ông cảm giác thế nào? Người ấy trả lời rằng chẳng có cảm giác gì. Pháp sư lại hỏi, hai bên đông và tây đều là hạt giống cỏ tật lê, tại sao phía đông đi được còn phía tây không đi được? Lúc bây giờ ông ta mới hoảng nhiên giác ngộ, thì ra bên phía đông rải đó là vôi, lại không tưới nước. Bởi thế cho nên đã đoạn duyên thì không sinh ra tác dụng. Còn cỏ tật lê bên phía tây thì ngày ngày đều tưới nước, cái tăng thượng duyên của nước liền sinh ra sức mạnh. Cho nên hiển nhiên đồng thời cùng lúc trồng xuống hạt giống mà phía đông không nảy mầm, còn phía tây thì sung sê. Đây tức là hữu duyên tắc sanh, vô duyên tắc diệt. Đây tức là đạo lý nhân quả có thể chuyển biến. Đẳng cấp cùng thứ đệ của việc đoạn duyên. Duyên phải dùng phương pháp gì để đoạn? Thứ đệ của việc đoạn duyên chia thành thượng, trung, hạ ba hạng công phu. Công phu của hạng hạ đẳng là từ hôm nay trở đi không sát sanh nữa, ăn tam tịnh nhục, tức là ăn loại thịt mà không thấy giết, không nghe giết và không phải vì ta mà giết. Làm được như vậy tức là người thiện. Công phu hạng trung đẳng